Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng touring đường phố. Nó là Jan FCR 3300. Đây là một trong những mẫu bán chạy nhất tại cửa hàng em. Vâng, một dòng touring đường phố không giảm xóc các nhé. Phù hợp đi đường phố. Vâng, đi dạo đường phố và đi thể thao. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết xe. Vâng, và đây là ngoại hình của xe. Vâng, lớp sơn của xe màu xám và màu trắng các bác nhé. Hình thức xe rất là đẹp đây. Em đánh giá chiếc xe này trên 90%. Tất cả đồ đều nguyên bản theo xe hết. Vâng, lớp sơn rất là mới các bác nhé. Jan FCR 3300. Các bác có thể lên Google để search thêm về chiếc xe này, tìm hiểu thêm. Vâng, cọc yên và yên. Đây, yên này, nguyên bản theo Jan. Nguyên bản của Jan hết, đồng bộ theo xe. Yên rất là mới. Bộ khung Alu XX. Vâng, em đã giới thiệu rất nhiều về bộ khung này rồi. Đây là một bộ khung độc quyền của Jan. Vâng, một hãng làm khung độc quyền của Jan cho bộ khung Jan luôn nhẹ hơn so với những hãng khác. Vâng, nhẹ và siêu bền các bác nhé. Nhôm siêu nhẹ. Vâng, ghi đông cổ phốt. Đây các bác có thể thấy là của Jan hết. Vâng, Jan. Bộ tay bấm xả bên này, bên líp của Shimano Acera, bên này cũng của bên đĩa đây, Shimano Acera 3 tầng đĩa và 9 tầng líp cho xe đến 27 tốc độ để các bác thay đổi. Vâng, tay nắm của Jan đây các bác có thể nguyên bản theo xe. Lipstick của Shimano. Đây các bác có thể thấy. Củ đề Shimano Acera. Vâng. Sử dụng chung một bộ group của Shimano Acera, đồng bộ theo xe các bác nhé. Đây là gạt đĩa Shimano Acera. Càng nhôm. Rất là nhẹ. Mayer của Jan. Đây các bác để thấy đây. Sử dụng bộ vành cặp của Jan đây. Cả đều đồng bộ trong Jan. Em sẽ quay thông số lốp các bác xem. 700x28C. Vâng, đây là lốp rất thông dụng. Rất dễ dàng thay thế. Khi mà hỏng lốp các bác có thể mua ở bất kỳ đâu. Và bên em bảo hành 1 năm phụ tùng. Vâng, bây giờ em sẽ đo size của xe. Là size 49. Vâng. Và khung xe cũng là size M. Xe này phù hợp các bác từ 1m63 đến trên 1m7 có thể đi vừa chiếc xe này. Đến 1m75 cũng có thể đi vừa chiếc xe này. Vâng, xe sử dụng được trang bị 9 tầng líp, 3 đĩa, đùi đĩa 3 tầng của Shimano đây. Cho xe 27 tốc độ. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chuyển động của xe. Sử dụng líp của Shimano, xuống líp. Lên líp. Vâng, chuyển động rất là tốt. Sử dụng nguyên một bộ group của Shimano Acera. Vâng, chuyển động rất tốt các bác nhé. Líp còn khá mới đây. Sang bên đĩa. Vâng, xuống đĩa.
Và đĩa của Shimano Aceda. Đến đĩa. Vâng, chuyển động rất tốt. Vâng, và phanh. Xe sử dụng bộ phanh Avis của Mỹ. Bộ phanh đĩa Avis bác nhé. Của Mỹ. Vâng. Đây phanh trước. Tất cả đều đồng bộ và nguyên bản theo xe. Gian FCR 3300. Chiếc xe rất phù hợp các bác cao từ 1m63 trở lên đến trên 1m7 đi đường phố. Vâng, và em vừa đánh giá xong chiếc xe Gian FCR 3300 sử dụng nguyên bộ group của Shimano Aceda. Tất cả xe đều nguyên zin nguyên bản. Và chiếc xe này đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá là 6.9 triệu. Miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube Kiên Xe Đạp. Nhấn theo dõi kênh và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về chiếc xe. Những xe mới nhất về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.